Khu vực này thì anh em chúng ta thích cái con nào thì mình bắt đầu mình xào con đó. Thích bé nào đây nhỉ? Con nào mà anh em mình chưa có đấy. Chẳng hạn như bé này đi ha. Rồi, xúc luôn. Để giải cứu được cái bé này thì anh em chúng ta sẽ chiến đấu nhiệt tình trong cái khu vực đó chính là giải cứu rồng. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ mang 6 con nha các bạn. Ở đây anh em chúng ta sẽ có 6 con rồng. Rồi, thôi 6 con rồng mà đã chiến với cái đội hình kìa. Thôi, thấy thảm ghê chưa? Mình lấy cái đội hình nó bèo bèo xíu đi ha các bạn. Chứ mình lấy cái đội hình này quýnh ai chịu gì nói. Trời ơi, đây đây đây. Đó, giá cái đội hình nó bèo bèo xíu thôi. Mang theo bé trâu nè, giữ lời hứa với các bạn. Gọi là các bạn vừa quên mất tiêu cái tên rồi. Anh giữ lời hứa luôn, anh mang cái con trâu ra anh chiến cho em xem nha. Đây đây, đội hình lần này sẽ là 6-6 nha các bạn. Action. Chúng ta đang có trận đấu 6-6 mọi người ơi. Hiện tại thì đội hình của mình có một cái thành viên, đó chính là siêu trâu mập. Thách anh cầm con trâu đi đánh tem địch. Đây đây, anh cầm con trâu nè, thấy ghê chưa? Nhức não luôn. Bé trâu này thì hơi bị mạnh và bá đạo nha. Ok, đây rồi. Wow. Hết ý luôn các bạn ơi. Con trâu này mỗi lần nó tung chiêu là y như rằng có một em bị hạ luôn. Hết sảy. Wow. Rồi, trận này thì anh em chúng ta win nha. Victory. Đó, lê lết lên được một bước nè. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Ui, chà chà, kiếm đội hình khác thôi. Ui, căng vậy. Thôi, kiếm đội hình vừa vừa thôi, kiếm đội hình mà khủng quá, ai chơi? Ai chơi lại? Chơi vậy ai chơi lại ra các bạn. Rồi, anh em mình sẽ mang cái đội hình à. Đây. Cũng khá là bá đạo nha. Action. Anh ơi, siêu trâu tuột máu kìa. Ơ, siêu trâu không tuột máu kìa. Tại vì lượng máu của nó quá nhiều và ở đây đối thủ của nó chỉ là những các bạn level khá là thấp cho nên là nó không tuột máu nổi đâu em à. Đây, xem lượng sát thương siêu khủng của team HNT Channel. Mình đang mang một thành viên thuộc dòng Heroic. Ui chà, dạng pháp sư đang bị tấn công này các bạn. Xin chào bạn Lê Cư Hải nha. Đây là lần đầu em xem livestream của anh. Ok, rất vui được gặp em luôn. Rồi, như mọi người đang trông thấy thì sức mạnh của team mình khỏe hơn team bạn một chút xíu ha. Đó, quýnh như vậy gọi là mới sung sướng nè. Nhìn gọi là chiến đấu rồi nè, melee luôn. Ôi, full Titan hả? Titan là hình như anh có Titan mà, hình như mà không biết nổi. Không biết nó có bao nhiêu con. Rồi, ở đây anh em chúng ta sẽ nhận được một cái món quà nha mọi người. Xin chào NTV Channel. Xin chào Nguyễn Hà nha. Nguyễn giúp. Ok, có anh đây. Rồi, anh em chúng ta cùng nhau. Ui chà, căng vậy. Đây, các bạn ơi, lần này thì cũng có một con Heroic nha mọi người. Wow. 17, 3 ngôi sao nha các bạn. Không phải dạng vừa đâu, bạn này cũng là một trong cao thủ đấy. Để mình cho con này lên level cao cao xíu nha. Đó. Rồi. Action. Ôi chà, có bạn có hai bạn, bạn Đạt với bạn Thanh đúng không? Trần Vũ Thanh, hai bạn comment là anh ơi cầm full Titan đi. Ghê chưa? Cầm full Titan ai quýnh cho lại. Trời ơi.
cho bé Titan ra đi anh. Ok em, à, để hết ván này đi ha, anh sẽ mang Titan ra anh chiến đấu cho anh em xem cho nó ngầu ha. Rồi, lúc nãy là làm theo lời yêu cầu của bạn Đức rồi đúng không? Chúng ta cho một cái thành viên đó chính là bé Trâu, còn bây giờ là đến với Titan. Thể theo lời yêu cầu của bạn Thanh với bạn... bạn gì ta? Quên mất tiêu cái tên rồi. Rồi, xin chào Linh Phạm nha, rất vui được gặp em luôn. Chào Hà Nguyễn và các bạn ơi, anh em chú ý, ai mà chưa đăng ký kênh thì để lại một subscribe và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà hát tay ra video thì anh em sẽ nhận được thông báo vào chơi với anh cho vui nha. Và buổi chiều mỗi ngày chắc tầm khoảng 6 giờ đi, anh em nhớ lên YouTube gõ chữ HNT để xem HNT livestream về tựa game Dragon City cho vui nha. Rồi, ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chiến đấu ha các bạn. Chỗ này anh em chúng ta tới đây rồi đúng không? Rồi, nào anh em ta cùng nhau. À, lần này thì mang Titan ra đúng không? Titan là Titan là thuộc dòng Legend. Và Titan đây, Titan băng ha. Rồi, mỗi cái thì mình cho một con Titan ra ha, chứ nếu mà cho luôn nhiều con quá tem bạn quýnh gì lại đúng không? Đây, Titan này hệ băng nha các bạn. Ui cha cha, thấy mấy con rồng của anh đẹp ghê chưa? Heroic nè, bé này là Heroic hệ thủy quái nha các bạn. He he. Xin chào bạn Minh Hùng nha, rất vui được gặp em luôn. Ui cha, như mọi người đang trông thấy thì cái con cái bé cây, đây là bé cây nè. Đó. Rồng ăn thịt. Mình nhớ là cái con rồng thực vật đúng rồi, giống như nó là hệ thực vật nhưng mà nó ăn thịt vậy ấy. À, mấy giờ anh live vậy? Tầm khoảng 6 giờ chiều ha. 6 giờ chiều anh ta sẽ mở livestream về tựa game Dragon City. Anh em nhớ ghé xem ủng hộ cho vui nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với đội hình tiếp theo nữa nha mọi người. Wow, pha này thì chúng ta lại đến với một cái đội hình khác. Ui chà, 3 sao, 2 sao. Đây, Titan, 2 Titan luôn. Có bạn nói là anh ơi mang full Titan đi. Titan là thuộc dòng Legend đúng không? Đây, hệ lửa. Cho một hiệp full Titan cho anh em xem luôn ha. Còn bé nào nữa ta? Mấy con Titan nó trốn đâu hết trơn rồi. Ui chà, không biết nó trốn đâu hết trơn rồi. Đây, Titan điện. Đó, 1, 2, 3, 4 con. 4 con Titan, thêm con nữa đi. Mấy con lượn mà nhiều rồng quá mình không biết nó nằm ở đâu ấy. Trốn đâu hết trơn rồi. Đây, thêm một bé nữa. Ok thôi, à, đây là chúng ta có 5 con ha các bạn, 5 con Titan đi, kiếm nhiều quá. Đây, 5 thành viên Titan sẽ ra đại chiến, kèm theo đó là một em khủng long thuộc dòng Heroic nha các bạn. Sẽ đại chiến với đội hình của tên bạn level 20. Đây rồi. Titan cấp L, à đúng rồi em, Titan là thuộc dòng Legend đấy. Đây mọi người xem bộ giáp Titan 5 con đang cùng với một thành viên Heroic đại chiến nha. Đó, Titan thì nó có một cái bộ giáp ánh sáng ở trước giữa nè, nhìn nó rất là ngầu luôn. Wow. Rồi, ngó sơ thử tem bạn còn lại 2 bé mà thôi. Màu xanh đó anh hả? Anh có nhiều con Titan lắm nhưng mà anh không biết nó nằm ở cái nick nào, tại vì anh chơi nhiều nick ấy. Nick này là nick Huỳnh Ngọc Thuận nè, còn cái nick kia là nick Huỳnh Thuận, còn thêm mấy cái nick nữa. Đó. Wow, Titan hệ mộc của anh được lên thêm một cái chữ mới nè. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái chìa khóa để mở cửa. Tiếp theo thì lên luôn. Đây, đây là em Thần Long nha. Lúc nãy là có bạn nào nói là anh ơi review lại cái bé Thần Long cho em xem với. Bé Thần Long này thì anh chưa có cái skin này. Cái skin này cũng hơi đẹp nè, nhưng mà anh chưa có. Rồi ha, đây là Heroic. Và đây cũng Heroic, 3 con Heroic hết nha mọi người.
Chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng sức mạnh của đội hình Heroic nào. Wow, Axan. Một con, hai con, ba con Heroic và ba con Legend Daisy. Rồi. Linh Phạm, anh cho anh cho rồng sa lầy đi hả? Rồng sa lầy hình như là nó nằm ở bên cái nick Huần Thuận ấy. Chứ nick này không có con sa lầy, anh nhớ hình như vậy đấy. Ui cha cha, Kiều Huỳnh, anh thích màu gì vậy hả? Anh thích màu vàng đất, màu vàng, màu hồng hay là màu đỏ cũng được. Wow. Anh cầm full Heroic đi anh Minh Hùng. Cầm full Heroic luôn hả em? Ok, anh em nào thích thì mình quất thôi. Đây đây, xin chào bạn Thảo Thảo nha. Em nói nè, hi hi. Bạn ấy comment rất là dễ thương luôn. Rồi, anh em nào mà chưa like thì để lại cho hắn tên một like nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Full Heroic thì ok, nếu như mà anh em nào thích mình chơi Full Heroic thì mình chơi Full Heroic cho các bạn xem luôn nè. Đây. Rồi, còn một set luôn. Heroic hết nha mọi người. 6 em này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đều thuộc dòng Heroic và đặc biệt nhất là con này là siêu trâu mập. 5 ngôi sao vàng và rất là bá đạo. Em là fan cứng của anh luôn. Ok, cảm ơn em nha Hải. Rồi, xin chào Lê Phương nha, Khang nè. Ok, xin chào Khang nha, rất vui được gặp em luôn. Hôm nay lại thấy được bạn Khang nữa rồi. Chào bạn Nguyễn Thuận nha, rất vui được gặp em. Xin chào Suri TV. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với 6 thành viên của tên bạn. Và đây là cái dàn Heroic của mình. Do các bạn nào comment đề nghị là anh ơi hãy review về 6 con Heroic đi nha anh. Và đây sẽ là 6 em thuộc đẳng cấp VIP của tên HNT Channel. Kèm theo đó là lượng sát thương siêu khủng. Wow, xin chào bạn Như Bội nha. Hello. Chào bạn Đức nha. Ok, xin chào bạn Đức Aren. Rồi. Xin chào bạn Nguyễn Thuận. Ôi, tên Thuận giống tên anh luôn kìa. Rồi, Victory nha mọi người. Thể theo lầu yêu cầu luôn. Gọi là chiến đấu theo yêu cầu luôn ấy. Ghê chưa? Đây. Rồi, tiếp theo thì anh em chúng ta... Ôi, sắp tới cái gì đây? Ôi, cha gần giải cứu được rồng rồi. Anh em ơi, cố lên. Chúng ta sắp giải cứu được rồng rồi kìa. Wow, và đây là dàn nguyên 6 con Heroic tiếp luôn nha các bạn. Đây. Level cũng rất là khủng. Level này là 40 nha. Wow, xem sức mạnh của đội hình siêu VIP đây. Trời ơi, quýnh về ai chịu cho nổi. Tem full Titan đi anh bạn Đức. Lúc nãy là mới tem full Titan xong luôn á em. Lúc nãy là hết tem full Titan xong rồi. Bây giờ tới tem full tem full Heroic nha. Rồi Nguyễn Chí Khang, anh ơi làm về rồng Ruby đi anh hả? Ruby nè em. Trời ơi cái bé Ruby nè. Thấy cái coi hai cái cục màu tím không? Đó. Núp bụi trong một đám Heroic. Chắc có lẽ em nhìn không ra, nhưng bạn ấy chính là Ruby đó. Xin chào bạn Thảo Thảo nha. Anh có mấy con Heroic vậy? Anh có cũng nhiều lắm á. Hình như là mấy chục con luôn ấy. Em vô trễ rồi. Ok, em có thể kéo lại xem mà. Cho cướp biển đi anh hả? Cướp biển dùng cà ri dê đúng không? Cướp biển dùng cà ri dê. Để anh coi coi con cướp biển ra chưa ta. Lo cho bé này ra luôn. Ui cha, lại thuộc dàn Heroic mà lần này chúng ta có 1, 2 con, 3 con Heroic à. Cướp biển ha. Cướp biển dùng cà ri dê ở đâu ta, Legend? Heroic hay Legend ta? Anh cũng không nhớ giờ nó nằm đâu nữa thôi. Mình quất đội hình đi, tí nữa chắc nó tới đấy. Rồi, đội hình siêu VIP luôn. Em này thì năm sau nha các bạn. Level hiện tại của chú ấy là 51. Wow, rồng zombie nè. Bạn này là rồng zombie nè. Anh em đâu tập trung gõ con rồng zombie. Đó, một hit thôi 38.000. Nó Heroic anh ạ. Đây là Heroic nè.
Xin chào bạn Ngà Nguyễn nha, rất vui được gặp em luôn. Rồi anh em ơi, vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày anh em nha, ghé nhớ nhớ ghé lên YouTube gọi chữ HNT xem HNT livestream nha mọi người. Đây, HNT channel. Rồi để xem coi nè. Còn anh em nào mà có mở thông báo kênh rồi thì chắc nó sẽ gửi thông báo cho anh em đấy. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ ghé đến. Ui chà chà. Thành viên này chúng ta sẽ diệt và sau đó là mình sẽ đến với cái cửa. Ui chà, hết rồng hả ta? Còn con rồng nào không? Trời ơi, hết rồng các bạn ơi. Ơi còn mà. Còn rồng mà. Trời ơi, hoàng tử băng nè. Đó, Herit còn sót lại các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình dập mới có mấy trận thôi mà nó không còn con rồng nào để đánh rồi kìa. Mình có nhiều rồng lắm mà đâu có giỡn với mình vậy được. Đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Quýnh gọi là xanh xương luôn. Quýnh gọi là một hồi mà không đủ rồng đánh luôn ấy. Wow. À, sorry TV cho em chơi chung với. Ok, em cứ gửi kết bạn với anh đi nha. Xin chào bạn Á Đặng. Em vô trễ rồi. Xin chào bạn Ngân Trần. Anh ơi, lát có lại Liên Quân không? Ok, có luôn nha Ngân Trần. À, lát nữa anh lại Liên Quân chơi với anh em cho vui ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đại chiến giữa 6 thành viên. Chiến đấu rất là nhiệt tình. Ô, bạn này có cánh nha các bạn. Sát thủ có cánh nè. Anh em tập trung dồn sát thương vào cái bé này cái nào. Wow, xin chào bạn Nguyễn Giúp nha. Lần đầu tiên coi livestream của anh nè. Ok, chào Nguyễn Giúp. Rồi. Rồi, chào Á Đặng nha. À, chơi Mini World đi anh. Sorry TV. À, từ từ nha em. Mini World để ngày mai đi ha. Hôm nay anh em chúng ta quậy Liên Quân ha. Với Dragon City đi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đây, phá cái cửa này cái đã nè. Rồi, tiến lên. Ui chà. Ui chà, thôi mình không còn con rồng nào luôn hay sao ấy. Đây rồi. What? Sao rồng level 1 level thấp dữ vậy? Rồng level này người ta quýnh mình tắt thở ấy. Trời ơi, đội hình tên bạn 28 mà đội hình của mình nhìn thảm ghê vậy. Ôi, đây đây đây. Chúng ta đang có được tem level 30. Ui chà, rồi. Chiến luôn các bạn ơi. Rồng hoang dã của anh đâu hả? Rồng hoang dã của anh hình như là nó nằm bên cái nick kia rồi. Cái nick này là nick cũ cho nên không có con hoang dã nha. Ây chà chà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem 6 thành viên đại chiến với nhau nha mọi người. Cướp biển anh đâu hả? Cướp biển anh chắc nó nằm bên nick kia hay sao ấy. Anh cũng không biết nó nằm đâu luôn rồi. Đó. Đội hình này là đội hình cũng khá là mạnh nha các bạn. Wow, cho em chơi Liên Quân với. Ok, xíu nữa ha. Chúng ta anh like Liên Quân rồi anh em chúng ta chơi Liên Quân cho vui ha. Đây, có điều gì thú vị nào. Ui chà chà, luồng ánh sáng phát ra từ cái thành viên này rất là đẹp luôn nè. Rồi anh em chúng ta sẽ dồn sát thương vào bác sĩ đi. Đây, có một cái bé rồng bác sĩ cầm hai cái ống nghe luôn nè. Wow, chắc 7 giờ rưỡi đi ha. 7:30 đi anh em chúng ta live Liên Quân chơi. Ui chà chà. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nhân vật này là thuộc dòng nham thạch nha các bạn. Ui ngon lành ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta gần về đích rồi. Đây mình cố gắng mình về đích coi nổi hay không. Ôi cha, 20-20. Trời ơi, càng xuống đây nó càng khó các bạn ơi. Mình thì giác đội hình càng yếu xuống bánh với đội hình càng mạnh. Tem của mình đang là level 20 thôi. Nhưng mà tem này là level 32 lần nè. À, để mình nghiên cứu cách nào để có thể qua được cái, những cái ải này đây. Đâu rồi, đâu rồi. Thôi chiến thử coi cái nè. Coi cái ăn nổi không nha. Ui cha cha.
khều nhẹ cái nào. Ui, như mọi người đang trông thấy thì đội hình tem bản hơi bị mạnh luôn, còn đội hình tem mình thì nó không có mạnh lắm ha. Đây đây anh em, chúng ta dồn cái con dồn đập cái con Herit trước đi. Dồn đập con Legend Daisy trước các bạn ơi. Đó, vì con Legend Daisy này đam nó to nè. Sao anh mấy con rồng siêu siêu vậy? Mấy con rồng mạnh lo ra đánh hết rồi, giờ mấy con rồng yếu nó ra thôi, hết rồng mạnh rồi. Anh có nhiều Legend không hả? Anh có cũng nhiều lắm luôn ấy. Rồi cuối cùng anh em chúng ta hạ được cái con gọi là Legend của tem bạn rồi. Bé này cũng ui cha, bé này Legend cấp B luôn rồi nè. Anh em mình còn có hai bé ha. Đấu khó cao quá. Rồi trận này quýnh không lại rồi các bạn ơi. Rồi xong phim. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại một subscribe ủng hộ mình với nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Đó, để khi mình livestream hay ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Ui, cha anh em mình quánh không nổi luôn rồi các bạn ơi, đội hình mạnh quá, mình cũng hết rồng luôn rồi. Chúng ta còn khoảng 4 bước nữa là sẽ giải cứu được cái thành viên này. Rồi, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và... hai anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Một chút xíu nữa chắc tầm khoảng 7:30 đi chúng ta sẽ chơi Liên Quân ha. Anh em nào có chơi tự game Liên Quân thì vào chơi với mình nha. Rồi còn bây giờ thì xin chào mọi người ha. 1 2 3